một con cá luôn á. Wow. Tôi nha. Về đảo cho mình yên đúng không? Không để mọi người chờ lâu, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến quán Kiều Hương nhé. Sao nghe mùi kem bắt đầu đây vậy? Nắng rồi nha. Ê cho. Ôi, con ốc hương còn luôn nè. Đó, cái bò đó ha. Ghét đi, đi, đường này vô nhà anh. Đây là hèo. À. Wow. Này là ghẹ nè. Cái này là tôm tích. Tôm tích mấy loại luôn. Cái này là tôm tích đúng không? Đó. Ôi, con này con gì vậy? Ôi, lạ. Đây con này là con cua, còn giờ cua đất siêu to bự chắc chắc thật luôn. Đây đủ chưa? Quán Kiều Hương rồi. Ủa mình bán cái này ở đây lâu chưa cô? Rồi, có khách du lịch là bán nay mấy năm vậy? 5-7 năm rồi. Mấy năm hả? Mới đi ăn đâu? Dạ mới. Mới qua đây. Làm quen á. Là ở đây cũng có tôm hồn. Địa chỉ mình đây là số mấy cô? Sẵn ăn, sẵn quay đăng lên mạng luôn. Số nhà. Số nhà số mấy? Ở đây số mấy? Mình bán được mấy giờ cô? Mình bán được mấy giờ đến mấy giờ? Thì bán thì nằm hết hết rồi. À. Buổi trưa cũng vậy đó, thì bán 10 giờ kia. Khi trò chuyện với cô xong, trên đường đi vô quán, có quá chờ hả? Các con hải sản tươi sống của quán luôn nha mọi người.
cúm nè, cua ghẹ, cá các kiểu, và còn rất nhiều hải sản khác nữa, toàn là tươi sống không. Đây là chiếc quán, phong cảnh thật là hữu tình, rất là thoáng mát nha mọi người, có hở view đẹp nữa, ngồi đây ăn uống là thoải mái luôn. Có những bàn ngoài sao người ta cũng đi du lịch ăn uống nè mọi người. Bàn gia đình người ta nè, người ta cũng ăn uống cái kiểu. Con này mình đi vô từ ngoài trước mình đi vô lại thì mình thấy không gian quán ở đây thì được sạch sẽ và thoáng mát nha. Và có bàn lớn và bàn nhỏ phù hợp cho số lượng lớn nha mọi người. Wow, tôi nha. Rồi, tăng lửa lên thôi. Cuối cùng quá nhiều, tổng cộng là đúng một con hải cá chim luôn nha. Wow, vào công việc chính luôn nha mọi người, múc nước lèo vô bún luôn nè, làm các thủ tục luôn. Cà chua thơm, củ hành nè, rồi gấp cái đuôi cá luôn, rau muống thì mình cũng đã lấy ra hết rồi, để chống nhiều sợ chút mà nó chín quá ăn không ngon. Rồi nước mắm ớt luôn nha mọi người, cay cay khá đậm đà nha, chèn vô chén luôn, nếm thử nước lẩu luôn nha. Tại vì cái này mình kêu nước lẩu Thái, lẩu cá chim nhưng mà mình kêu nước lẩu Thái. Lẩu Thái thì nó hơi cay cay thôi, nhưng mà nước lẩu thì rất là ngon nha. Thử miếng cá chim luôn nè. Cá thì ngon, tươi, nó không có bở nha mọi người. Tại cá này là cá sống mà người ta lấy lên làm lẩu cho mình luôn á. Ở đây là đồ hải sản tươi sống không à. Cảm nhận của mình ăn lẩu đây khá là ngon nha, giá tầm 200-250. Địa chỉ mình để trên màn hình nha, menu hồi nãy mình đã có quay khúc đầu rồi đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video, mọi người hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh cho kênh mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.